Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và hôm nay thì công ty Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn thông tin về một trường tại đất nước Úc thuộc hệ thống Navitas, đó là Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland, viết tắt là QIBT. Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland thì QIBT thì tọa lạc tại thành phố Brisbane, xinh đẹp với dân số là 1,8 triệu người. Brisbane là thành phố hiện đại nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, thu hút nhiều khách du lịch tới thăm. Thì Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland chuyên đào tạo các khóa tiếng Anh, dự bị đại học và chương trình cao đẳng với các chuyên ngành như là thương mại, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa. Và kết thúc khóa dự bị đại học hay là cao đẳng tại Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland thì học sinh sẽ được chuyển thẳng vào đại học năm thứ nhất nếu như học chương trình dự bị, hoặc là năm thứ hai nếu như học chương trình cao đẳng của trường đại học Griffith và các trường đại học nổi tiếng khác của Úc như là Deakin, Monash, La Trobe, Sydney, Bond, Central Queensland, v.v. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland QIBT tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com với chuyên mục là Du học Úc. Ngoài ra thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về chương trình học tại trường như sau. Trường đào tạo các chương trình như là tiếng Anh học thuật, tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh kết hợp với khóa chính, chương trình dự bị đại học và chương trình cao đẳng với các chuyên ngành như là khoa học, sinh học, thương mại, kỹ thuật, thiết kế đồ họa. Và trường còn có chương trình dự bị thạc sĩ. Ngoài ra còn có các chương trình về cao đẳng nâng cao chuyên ngành thương mại và kinh doanh, tương đương có thể vào được năm nhất đại học. Chương trình cao đẳng nâng cao chuyên ngành thương mại và kinh doanh, tương đương có thể vào được năm 2 của đại học. Ngoài ra thì yêu cầu đầu vào của trường như sau. Đối với chương trình dự bị thì bạn phải học hết lớp 11 với điểm trung bình là từ 6 trở lên, hoặc học hết lớp 12 với điểm trung bình từ 7 trở lên, IELTS là từ 5.5 và không có điểm nào dưới 5 chấm. Đối với chương trình cao đẳng thì yêu cầu bạn phải hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình là 6 trở lên và IELTS từ 5.5 và không có điểm nào dưới 5 chấm. Đối với chương trình dự bị thạc sĩ thì yêu cầu bạn phải tốt nghiệp chương trình đại học 4 năm, IELTS từ 6 trở lên và không có điểm nào dưới 5.5. Và trong trường hợp nếu như học sinh chưa có chứng chỉ IELTS thì có thể tham gia khóa học tiếng Anh tại trường trước khi mà vào học chương trình của khóa chính. Và nếu như các bạn còn thắc mắc về thông tin học phí của trường QIBT hoặc là thủ tục hồ sơ hay là chính sách xin visa tại Úc như thế nào thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland QIBT tại Việt Nam qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, và các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com với chuyên mục Du học Úc. Và các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.